Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Rổ tin Lưu Khải Uy có tình mới Chuẩn bị lên chức bố lần 2 Truyền thông Hồng Kông đã đưa tin rằng Lưu Khải Uy đã có mối quan hệ mới và cho biết bạn gái của anh đã mang thai được 5 tháng cũng như sinh con trong năm nay đã làm chấn động dư luận. Lưu Khải Uy và Dương Mịch từng là cặp đôi đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cả hai lại kết thúc bằng việc ly hôn, khiến nhiều người nuối tiếc. Trong quá trình ly hôn, mặc dù cả hai đã chia tay trong hòa bình và sau khi chia tay cả hai vẫn xem nhau như bạn, tuy nhiên cũng có nhiều tin đồn xoay quanh cuộc ly hôn này. Có người cho rằng Vương Âu đã can thiệp vào cuộc sống hôn nhân giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy để rồi dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, mới đây theo một nguồn tin thân cận đã cho biết, lý do ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy là do mâu thuẫn trong vấn đề sinh con thứ hai. Lưu Khải Uy là một người đàn ông truyền thống, nam diễn viên mong muốn rằng Dương Mịch có thể cho tiểu gạo nếp một đứa em nữa, cũng như mong vợ ở nhà cùng chồng chăm sóc gia đình. Tuy nhiên Dương Mịch lại là một người phụ nữ hiện đại, cô không thể ngồi yên làm nội trợ cũng như chưa muốn sinh thêm con. Trước đó nhiều người nghĩ rằng Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã có một cô con gái đáng yêu và đều mong cặp đôi sẽ tái hợp. Tuy nhiên gần đây truyền thông Hồng Kông đã đưa tin rằng Lưu Khải Uy đã có tình mới và cho biết bạn gái của anh đã mang thai được 5 tháng, cũng như sinh con trong năm nay. Điều này đã khiến Lưu Khải Uy vui mừng và hạnh phúc với bạn gái hiện tại, vì anh có thể làm bố lần hai ở tuổi 45. Trên thực tế, Lưu Khải Uy và bạn gái mới của anh đã được cánh sân ảnh bắt gặp đi cùng nhau trước đó. Trong ảnh, Lưu Khải Uy đã ôm một người phụ nữ khá xinh đẹp và dường như hai người rất thân thiết. Tuy nhiên, sau khi phóng viên liên lạc và tìm hiểu thì mới biết được người phụ nữ trong hình là Trần Đô Linh, cả hai trước đó từng hợp tác trong một dự án truyền hình. Nhưng với hình ảnh của Lưu Khải Uy và Trần Đô Linh cũng nhận được nhiều nhận xét của cộng đồng mạng khi họ cho rằng cả hai trong cùng hợp nhau và Trần Đô Linh lại chạy chung hơn Dương Mịch rất nhiều. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.